Xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Game của mình ha. Nếu như các bạn lần đầu tiên mà đến kênh YouTube của mình thì hãy bấm vào nút đăng ký đến kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nha các bạn. Thì hôm nay mình phát hiện ra cái app StarNet của các bạn nó cập nhật phiên bản mới và có game luôn các bạn. Cho nên là các bạn hãy tranh thủ À, bật đi các bạn lâu ngày quá thì mình không có làm cái video về cái star network này ha à, mình khuyên các bạn là hãy hãy bật đi à, cái app này cũng hay đó các bạn nó chỉ trong vòng có mấy tháng thôi mà nó đã lên gần một triệu tư thành viên rồi các bạn rất là khủng khiếp tăng rất nhanh nha nè các bạn thì à, à, nhớ nhớ bật cái này nó chạy chạy giúp mình nha ở đây mình có 3634 à, Rep mà có 1783 người đào các bạn ha. À. năng đó các bạn, bật đi. Nghe nói là tháng 6 nó sẽ được lên sàn hay là ra game thêm gì đó trong hệ sinh thái của nó rất là khủng khiếp à. còn trước mắt là các bạn hãy 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 bật đi xét ha. Còn các bạn hỏi mình là, là bây giờ em làm sao em được cai xe đây? Đây nè. Bây giờ mình chỉ các bạn nè. Rút cái này nè. em muốn cai xe được thì rút cái này nha. Không rút thì làm sao cai xe? Rút cái này. Thấy nó nổi màu xanh lên là rút ra đừng có bỏ không thấy màu xanh nổi lên rút mình rút là được cái trăm lần các bạn chứ không phải là một hai lần đâu cho nên là các bạn yên tâm rút đi không rồi muốn rút thì bấm vô đây bấm vô cái dòng này nè bấm ở chỗ đó là bấm vô cái là được à đó bấm nó lúng xuống cái đó nó nổi lên là được không không nó khi nào nó báo là à, xin chúc mừng bạn nó có clip ra thì ok còn nó không nó nó trượt thì tạch thì thôi đó như vậy là tạch rồi đó có nghĩa là nó trật rồi khi mà bấm cái này nè khi mà bấm vừa xong đúng không các bạn để ý là mình bấm nè mình bấm một cái cái nó 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 nổi quảng cáo đó nè không cái mình 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 đã không nổi quảng cáo rồi hơn cái mình tắt cái nút này các bạn nè mình tắt đi không mình không thích coi mình mình, mình bấm cái nút ấy đó đó vuốt mất đi đó sau đó cái quay lại mở lên thì mình toàn chơi cái chiêu này không chứ chứ lời lắm các bạn ai mà đi xem cái quảng cáo đó rất là lười luôn không muốn xem đúng không nó như vậy là tạch á các bạn rút được thì nó chinh xin chúc mừng hay các bạn có cái nút tiếp theo các bạn bấm vô là các bạn cài xe thôi thực chất là cái video hướng dẫn cài xe là có rồi các bạn xem mà làm theo thấy không rồi bây giờ chúng ta hãy đi vào cập nhật cái app này nha các bạn nha cập nhật đi các bạn bây giờ các bạn nếu mà các bạn đang sử dụng android thì các bạn hãy đi vào xe play like. các bạn gõ vô chữ star network giúp mình nha đây nè các bạn làm theo y mình y chang nè các bạn đừng làm khác các bạn gọi star network đó thì các bạn bấm vô đây nè làm y chang như mình các bạn các bạn đừng có làm khác nha các bạn làm khác không ra rồi chữ cần cập nhật rồi nói sao em không làm ra bấm vô đó bấm vô đó được chưa bấm vô đó thì bấm cái phần enter trên cái bàn phím của các bạn ấy. nó mới lòi cái chữ cập nhật này ra được không bây giờ nó mới lòi cái chữ này ra nè các bạn thấy không còn mà các bạn làm tự làm nó không có ra đáng chịu á <laughs> rồi cho nó các bạn bấm cập nhật đi các bạn không cái phiên bản này hình như nghe nói là có game các bạn hãy xem các bạn có thể uh, chơi game gì đó để mà kiếm thêm cái phần star nha và mình cũng tìm hiểu thông tin hãy các bạn uh, ở bên trung quốc người ta mua là không có hai đô một uh, star các bạn không có hai không có năm bốn gì đó nói chung là cái thông tin này không chính xác lắm nhưng mà hy vọng là họ sẽ mua với giá đó nên các bạn hãy tranh thủ đào đi trước mắt thì nó vẫn chưa ok nhưng mà mình nghĩ là tương lai nó sẽ tốt ha bởi vì thành viên tăng nhiều quá các bạn tăng khủng khiếp một hai ngày nữa nó lên một ngàn rưỡi cho coi hiện bây giờ là đang là một ngàn tư đó không nên là các bạn hãy siêng năng đào đi mới thì ai đi ai đi trước thì ngon ha? mặc mặc dù sau này mà nó không ok gì có thể thì thôi coi như là các bạn có một cái trò chơi mỗi ngày bấm một tí vậy thôi, đúng không? có cái gì đâu mà phải lo lắng quá. ha trong quá trình nó cài đặt thì các bạn xem video này mà các bạn chưa đăng ký cái này thì vào mô tả video của mình để các bạn cách đăng ký KC xe luôn, cách đăng ký và KC xe đều có video hướng dẫn trong mô tả video á, các bạn xem là là làm theo là được hết, rất dễ dàng. mình làm chi tiết luôn các bạn xem là các bạn sẽ hiểu hết à, không có khó khăn gì đâu, rất dễ không rồi các bạn hãy bấm vào chữ mở giúp mình đi nha mở tuy nhiên thì mình không có hướng dẫn các bạn chơi game nha mình chỉ các bạn thôi các bạn có chơi thì chơi chứ mình thì không chơi tại vì không có thời gian các bạn ha chỉ hướng dẫn các bạn thôi đến khi nào cập nhật thông tin thì mình cứ hướng dẫn cập nhật thôi còn nó đến đâu thì tính đến đó các bạn ha đó thì xem là như thế nào các bạn đây 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 nó xuất hiện cái này các bạn đây nè cái tin tức này các bạn đó trung tâm trò chơi không oh. đó thì đọc tất cả đi lít vô cái này sao nó chạy gì tùm lum tin tức rồi trung tâm trò chơi các hoạt động rồi bấm vào các hoạt động <laughs> các trận đấu trước đó thế giới đó những người chơi hàng đầu cũng có người chơi các bạn rồi nó nó như vậy đó các bạn nhưng mà mình chưa biết chơi như thế nào tại vì mình mới cài vô thôi hai các bạn có thể tìm hiểu thêm cho các bạn nha tìm hiểu thêm mỗi ngày nhớ rút cái con này các bạn để tăng cái lợi, cái lượt đào star lên nè không à, tăng phần thưởng lên các bạn nhớ rút nha đây. ôi trò chơi thực hành chơi miễn phí không giới hạn chơi miễn phí nè rồi chơi giải đấu là đi với nhóm giải thưởng nè đó thì giải thưởng là chơi mất uh, một star nè chơi miễn phí nè đó play uh, uh, flappy star nè không à. còn chơi như thế nào mình không biết tại vì mình cũng như các bạn thôi cũng mới cài vậy thôi đó à ngoéo à hiểu hiểu rồi đó để các bạn có thể mò các bạn chơi nha chứ mình không có thời gian hướng dẫn các bạn nó dài lắm nha rồi chúc các bạn kiếm rất là nhiều cái star trên cái những cái trò chơi này nha còn các bạn nào chưa đăng ký thì hãy đi vào mô tả video của mình đăng ký đi các bạn mã giới thiệu của mình vẫn là bị kết show nha và các bạn nào có câu hỏi gì có thể bình luận với video mình giải đáp các bạn nha Nhớ là đừng có hỏi trên cái app này các bạn Hỏi trên cái app này mình không có trả lời được Hãy hỏi trên kênh youtube Mình sẽ trả lời cho các bạn nha Rồi à, Nhớ đăng ký kênh youtube của mình nha các bạn Để mình cập nhật các bạn còn biết Bằng cách là các bạn chọn cái chuông bên phải Và chọn tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ cái video nào Rồi à, Chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại